của chị Nguyên Hà thì em có nói là em thích được nghe ca khúc Tuyết Rơi Mùa Hè. Xong rồi bạn ấy nhắn song ca như là nếu mà hát mà không có ra gì thì mong mọi người cũng cổ vũ. Cảm ơn. Tất nhiên là có ra gì rồi. Có ra gì mới lên đúng không? Xa nhìn lại thì những nhánh sâu hay bao con.
Xin cảm ơn. Lần đầu tiên mà Hà hát bài hát này, lần sau Hà sẽ hát tiếp.